đi đâu, đừng có nói nữa, mệt quá. Ờ đúng rồi chứ, đâu ai chở con đi đâu. Có mẹ đúng không? Đúng mà. Đúng. Con để cây phụ qua. Nhiêu hả chị? Ba bịch. À, hai sừng đã 3 hộp 90. Một hộp sườn chị bỏ sẵn vô tí em ăn liền á. Bỏ vô cơm luôn. Bỏ vô bịch. Không, đúng rồi. Cá ngừ á. Nó có cái đuôi đi, cái đuôi cho ngon. Cái đầu ăn. Hộp này bỏ đồ chua chị. Bỏ đồ chua này nè. Còn em ăn cũng bỏ đồ chua. Dạ đúng rồi. Dạy cho con một hộp cơm. Cơm của em cài hai cái. Dạ dạ. Không biết đó đâu tiền mà. Không biết luôn. Anh kè đi nói mới biết. Thì chị hết tiền. Có được cái túi lớn. Có muỗng nào đầy đủ chưa? Dạ rồi.